Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay ngày 7 tháng 11, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh thành tổ chức chương trình kết nối cung cầu hàng hóa giữa thành phố và các tỉnh thành Đông Tây Nam Bộ. Theo công bố của ban tổ chức thì có hơn 220 hợp đồng đã được ký kết giữa các doanh nghiệp. Chương trình kết nối cung cầu hàng hóa được tổ chức theo dạng hội chợ kết nối. Theo đó, ban tổ chức bố trí các gian hàng cho các doanh nghiệp tham gia trưng bày và giới thiệu sản phẩm. Qua việc tập trung các sản phẩm, các nhà phân phối có cơ hội tiếp cận với nhà cung ứng dễ dàng hơn so với việc phải tìm đến từng địa phương. Bên cạnh các chợ truyền thống, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chương trình còn mở rộng nhà cung ứng là các nhà hàng, khách sạn, bếp ăn tập thể, v.v. Theo ban tổ chức, chương trình kết nối cung cầu hàng hóa đã thu hút trên 400 doanh nghiệp tham gia với hơn 220 hợp đồng được ký kết. Đây là một chương trình nhánh của chương trình hợp tác thương mại giữa thành phố Hồ Chí Minh và 20 tỉnh thành Đông Tây Nam Bộ. Không những giúp ổn định hàng hóa cho thị trường thành phố, bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng chương trình này có thể mở rộng và cung ứng hàng hóa cho xuất khẩu. Mục tiêu mong muốn rằng cái việc kết nối này không chỉ dừng lại hàng hóa tiêu thụ trong nước mà sẽ qua các kênh phân phối hiện nay của thành phố đã hợp tác với các kênh phân phối của nước ngoài sẽ đưa hàng hóa của chúng ta, hàng hóa thương hiệu Việt là ra ngoài nước. Đây là một trong những mục tiêu mà trong chương trình hành động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam chúng tôi đã xác định những cái nhóm giải pháp thực hiện để triển khai thực hiện. Và tới giờ phút này thì thấy rằng kết quả nó cũng rất là tích cực. Trong thời gian tới, thành phố dự kiến sẽ tổ chức các buổi hội thảo để giới thiệu về tiêu chuẩn, quy chuẩn hàng hóa vào hệ thống các đơn vị phân phối. Trước mắt, hệ thống Sài Gòn Co-op đã đăng ký là đơn vị tiên phong tổ chức hội thảo này.